Tuổi già hãy chuẩn bị năm hành trang này. Thưa quý vị, ở mỗi giai đoạn được coi là bước ngoặt trong cuộc đời, chúng ta thường nói đến hai từ chuẩn bị xây nhà, chuẩn bị dựng vợ, gả chồng, chuẩn bị sinh con, chuẩn bị khi con vào đại học. Nhưng hầu hết, chúng ta chưa từng nghĩ hoặc hiếm khi nghĩ mình cần chuẩn bị gì cho tuổi già từ khi còn trẻ, bởi quan niệm trẻ cậy cha già, cậy con đã ăn sâu trong mô hình gia đình truyền thống Việt Nam, cũng như tư tưởng hy sinh mọi thứ, dành những điều tốt nhất cho con cái. Nên hầu hết các bậc làm cha, làm mẹ đều dốc lòng, dốc sức, cố gắng làm việc, dành dụm để cháu chắt sau này được no đủ, nhàn nhã, hạnh phúc hơn. Để rồi khi tuổi già ập đến, sức khỏe giảm sút, tiền bạc không còn, cũng chẳng thể lao động kiếm sống được nữa. Họ trở nên chênh vênh, phụ thuộc, thậm chí là mất đi vị thế trong gia đình. Vậy cần chuẩn bị gì để có những năm tháng an nhiên, tận hưởng tuổi già và những giá trị sống đích thực, để khi về già không còn phải nghĩ đến chuyện cơm áo, gạo tiền. Sau đây là năm hành trang cần chuẩn bị cho tuổi già từ khi chưa già mới kịp. Hãy cùng Hãy Sống Khác lắng nghe trong chương trình ngày hôm nay nhé! Thứ nhất, tìm cho mình những người bạn già. Bước sang ngưỡng tuổi trung niên, thứ người ta sợ nhất chính là sự cô đơn. Khi đó, bạn bè chính là đại diện cho sự giàu có của mỗi người. Tình bạn thân khi về già là thứ vô cùng quý giá. Đôi khi, một người bạn lúc tuổi già còn hơn cả con cháu, vì người già dễ hiểu được nhau hơn, còn con cháu thì thuộc thế hệ khác, nên đòi hỏi chúng hiểu được mình chẳng phải là dễ dàng. Bạn biết tôi biết bạn, chúng ta ở bên cạnh nhiều năm, bạn có tính cách gì, tính khí như nào chúng ta đều rõ. Con cháu yêu thương, chăm sóc chu đáo thế đấy, nhưng những lúc trái gió trở trời, chẳng lẽ cứ kể lể mãi, chúng lại càng thêm lo. Chỉ có thể gặp người bạn già rồi than thở, tối qua tôi khó ngủ quá, đau nhức hết cả tay. Tình bạn thân của người già đơn giản như thế đấy. Đó là những lời động viên nhau khỏe mạnh từng ngày, cùng nhau kể về con cháu, sáng sáng cùng nhau uống trà, cùng nhau đi dạo công viên thể dục, cùng nhau nói về những điều đã qua. Tình bạn ở giai đoạn này chẳng còn phải dè chừng hay là nghi ngại mọi thứ, chỉ còn là sự đồng cảm và sẻ chia mà thôi. Bởi vậy, ai đã tìm được cho mình tri kỷ, hãy giữ gìn tình bạn ấy đến khi già đi. Còn nếu bạn chưa có một vài người bạn tri kỷ như thế, thì hãy dụng tâm tích lũy và xây dựng mối quan hệ ấy ngay từ lúc này nhé. Một người già hạnh phúc là người có con, cháu chăm lo hiếu thảo, có người bạn đời bên cạnh và những người bạn thân, tri kỷ đồng hành những ngày tháng tuổi già. 2. Kiếm tiền dưỡng già. Tác giả của cuốn sách 5 năm trước khi nghỉ hưu đã đưa ra vài con số thống kê đáng sợ như sau. Có tới 1/3 người Mỹ chỉ có $0 để nghỉ hưu. 30% những người đang ở độ tuổi 40-50 không chuẩn bị tài khoản nghỉ hưu, và hơn 20% số khác chỉ để dành chưa tới $10,000. Còn một cuộc khảo sát của ngân hàng lớn cho thấy có tới 90% người được tham gia khảo sát nói rằng họ không có bất kỳ khoản tiền tiết kiệm nào khi về hưu như tiền dưỡng già, chăm sóc y tế khi về già. Trong khi đó thì tại Việt Nam, nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới đã chỉ ra hiện nay có gần 50% người cao tuổi sống dựa hoàn toàn vào con cái. Người Việt Nam chi tiêu vào các mục đích như mua quần áo, đi du lịch, tận hưởng đầu tư, còn kiếm tiền cho mục tiêu dưỡng già là cuối cùng. Tại sao cần phải lên kế hoạch kiếm tiền dưỡng già ngay từ bây giờ? Bởi khi tuổi già đến, sức khỏe giảm sút, bệnh tật dù lớn hay nhỏ là không thể tránh được. Việc có một khoản tiền tiết kiệm cho tuổi già giúp bạn chủ động trong cuộc sống, cũng như khi đau ốm không gây phiền hà hay là gánh nặng cho con cháu. Hơn nữa, khi có một khoản tiết kiệm cho tuổi già, cuộc sống của bạn sẽ phong phú và thoải mái hơn.
bạn sẽ có cơ hội đi du lịch, vui chơi, hưởng thụ tuổi già bên bạn bè, gia đình mà không cần lo lắng quá nhiều về tài chính. Bạn cũng hoàn toàn có thể giúp đỡ con cái về tài chính khi chúng cần san sẻ khó khăn với con cái mình. Thông thường, khi bước vào giai đoạn 40 tuổi, bạn nên nghĩ đến và tính toán để tiết kiệm tiền cho tuổi già, bởi đây là giai đoạn cuộc sống cũng như thu nhập của bạn đã ổn định. Tuy nhiên, lên kế hoạch tiết kiệm cho tuổi già càng sớm càng tốt và tăng dần số tiền tiết kiệm, vì thời gian không chờ đợi ai. Hãy tự hỏi mình, nếu hiện tại bạn không thể để dành bất cứ xu nào, thì lấy gì đảm bảo rằng sau này bạn sẽ tiết kiệm được khi mà sức khỏe đã bị bào mòn. Khả năng lao động kiếm tiền cũng vì thế chẳng còn được bao nhiêu. Hãy hình dung cuộc sống của mình khi về già để từ đó ước lượng tài chính cần có cho cuộc sống đó. Có thể bao gồm chi phí sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe và chi phí cho các sở thích cá nhân. Có rất nhiều cách giúp bạn lên kế hoạch tiết kiệm tiền cho tuổi già ngay từ khi còn trẻ. Từ khoản thu nhập của mình, bạn có thể trích ra một khoản phù hợp để gửi tiết kiệm, đóng bảo hiểm xã hội, tham gia các gói bảo hiểm hưu trí hoặc đầu tư vào các kênh phù hợp, dài hạn như bất động sản. Quan trọng là nỗ lực tích lũy và cam kết với mục tiêu kiếm tiền dưỡng già đã đề ra, để có cuộc sống an nhàn, vui vẻ khi về già. 3. Chuẩn bị về sức khỏe. Thân thể và sức khỏe là vốn quý giá của cuộc sống. Đối với những người già, sức khỏe trở thành điều quan trọng hàng đầu. Và thật sự, sức khỏe chính là tài sản và vốn quý nhất. Chỉ khi bước vào tuổi cao, con người mới nhận ra rằng danh vọng không đáng quan tâm và điều quý giá nhất là có một thân thể khỏe mạnh, không mắc bệnh, đó chính là phúc khí lớn nhất. Hỏi thế gian này, chiếc giường nào đắt nhất? Không phải chiếc giường dát vàng 133 tỷ, cũng chẳng phải giường ngủ lơ lửng 34 tỷ. Câu trả lời nghe khó tin nhưng lại là sự thật. Chiếc giường đắt nhất thế giới mà chẳng ai muốn nằm chính là giường bệnh. Nhiều người cho rằng chỉ cần dành dụm được nhiều tiền thì cuộc sống về già mới tự do và sung túc. Mà quên mất rằng nếu không có sức khỏe thì đồng tiền cũng trở nên vô nghĩa. Có sức khỏe là có tất cả. Đây là câu nói đúng trong mọi trường hợp. Thực tế khi còn trẻ, chúng ta quá mải mê với công việc mà quên đi sức khỏe bản thân. Nhiều người đánh đổi sức khỏe để lấy mọi thứ trước tuổi 60. Để rồi sau tuổi 60 lại đánh đổi mọi thứ để có lại sức khỏe. Cho nên đừng đợi đến khi về già, xương khớp đau nhức, cơ thể yếu dần mới quan tâm đến sức khỏe. Nên nhớ, chẳng có gì quan trọng bằng một cơ thể khỏe mạnh. Cho dù có một lượng tài sản khổng lồ khi về già, nhưng lại suốt ngày đau ốm thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì? Vì thế, ngay từ bây giờ, khi còn trẻ, ngoài làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, bạn cũng cần chú ý rèn luyện sức khỏe. Hãy chọn cách lắng nghe cơ thể, thấu hiểu nhu cầu của bản thân và xây dựng hành trình bảo vệ sức khỏe bản thân ngay từ khi đang còn trẻ khỏe. Từ bỏ ngay những thói quen không tốt cho sức khỏe như thức khuya, dậy muộn, bỏ bữa sáng, không khám sức khỏe định kỳ. Thay vào đó, mỗi ngày bạn nên xây dựng cho mình lối sống xanh, ăn uống lành mạnh, khoa học, tích cực rèn luyện thể dục, thể thao được xem là chìa khóa nâng cao sức khỏe, thể chất và tinh thần. Nếu là người năng động, yêu thích các hoạt động ngoài trời, bạn có thể lựa chọn chạy bộ, đạp xe, cầu lông, bóng bàn. Còn nếu bản thân thiên về cảm xúc, sự yên tĩnh, rèn luyện tăng sức khỏe dẻo dai, thì yoga hay thiền sẽ là gợi ý phù hợp. Nhiều nghiên cứu chứng minh rằng hoạt động thể chất và sự tự tin có mối liên quan trực tiếp đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Vì thế, chuẩn bị về sức khỏe ngay từ khi còn trẻ, giữ được sức khỏe sẽ giúp bạn bước sang tuổi 50, 60 tự do và tự tin hơn. Lập kế hoạch rèn luyện sức khỏe ngay từ bây giờ. Đừng chần chừ vì thời gian và tuổi tác chẳng bao giờ chờ đợi bạn cả. 4. Chuẩn bị một nơi ở khi về già.
Tuổi trẻ và sức khỏe cho phép bạn ở đâu và làm gì, bất cứ khi nào, lúc nào, nhưng tuổi già thì hoàn toàn khác. Vì thế, ngay khi nghĩ tới việc về già, bạn sẽ sống như thế nào? Bạn nên cân nhắc và lựa chọn nơi bạn sẽ dành những năm tháng tuổi già thật ý nghĩa nhé. Nhà của bố mẹ mãi mãi là nhà của con cái. Tuy nhiên, nhà của con cái không chắc chắn sẽ là nhà của bố mẹ. Có người thì thích hoài niệm và hướng về nguồn cội, sẽ lựa chọn sống ở vùng quê dân dã, không khí trong lành, gần anh em họ hàng, lò hương hỏa thờ cúng tổ tiên. Với người khác thì tuổi già quây quần bên gia đình, con cháu lại là niềm vui không kể xiết, nhưng họ lựa chọn ở gần chứ không ở cùng. Bởi điều này giải quyết được vấn đề bất đồng quan điểm hay khác biệt giữa các thế hệ trong gia đình. Ở gần ông bà cũng có thể thường xuyên qua thăm con, thăm cháu, và con cháu cũng thuận lợi trong việc chăm sóc, phụng dưỡng ông bà. Ngày nay, cuộc sống hiện đại, nhiều người đã có suy nghĩ cởi mở hơn, quan niệm về già ở cùng con cháu để vơi bớt cô đơn, có người hỏi han, chăm sóc đang dần thay đổi. Nhiều người đã chuẩn bị sẵn cho mình khi về già. Với điểm đến là viện dưỡng lão, họ dễ dàng lựa chọn được sự chăm sóc và hòa mình vào cộng đồng với những người cao tuổi tại đây. Viện dưỡng lão còn mang đến nhiều tiện ích mà tại gia đình không có, như các hoạt động vui chơi giải trí phù hợp với người cao tuổi, chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp, v.v. Song dẫu ở quê, an dưỡng tuổi già hay sống gần con cháu, hay lựa chọn tuổi già trong viện dưỡng lão, thì hãy sống ở nơi bạn cảm thấy phù hợp nhất với mình, nơi bạn cảm thấy an nhiên và thoải mái nhất. 5. Tìm thú vui tuổi già. Về già bạn sẽ sống như thế nào nếu không có hứng thú vui tinh thần lành mạnh riêng? Mất đi niềm đam mê khi tạm xa rời công việc. Hãy chủ động chuẩn bị cho tuổi già của mình bằng những hoạt động có ý nghĩa như những chuyến du lịch, nếu còn sức khỏe, những hoạt động gắn mình với tập thể, cộng đồng, tham gia những hội, đoàn thể như hội người cao tuổi, cùng hưởng ứng hoạt động cộng đồng tại các đền chùa, tìm kiếm thú vui mới như trồng cây cảnh, nuôi chim, trồng hoa tươi, gắn mình vào các hoạt động tập thể, cùng hàn huyên, tâm sự, khiến tinh thần bạn phấn chấn, trẻ hóa và luôn thấy cuộc sống thêm ý nghĩa. Đừng lấy tuổi tác làm trở ngại nhé. Hãy thoải mái và tự do trải nghiệm những thú vui, tinh thần, những hoạt động mới mẻ mà ngày trẻ vì bận rộn, bạn chưa có nhiều thời gian để thực hiện. Quý vị thân mến, không ai có thể tránh khỏi quy luật của sinh lão, bệnh tử, của cuộc đời. Thay vì lo sợ, bạn hoàn toàn có thể tìm cách tận hưởng tuổi già một cách trọn vẹn nhất. Bởi suy cho cùng, tuổi thanh xuân, đam mê và nhiệt huyết cống hiến cho sự nghiệp cũng sẽ qua. Cuộc sống thật sự viên mãn hay không lại phụ thuộc chính vào khoảng thời gian khi chúng ta bước sang sườn dốc bên kia của cuộc đời, gạt bỏ âu lo, tận hưởng cuộc sống quý giá với nguồn năng lượng tích cực. Thế nhưng, muốn có một cuộc sống tự do, an nhiên, hưởng thụ tuổi già, đòi hỏi sự chuẩn bị tốt về tài chính, sự cân bằng về sức khỏe, tinh thần và các mối quan hệ xung quanh. Sự chuẩn bị ấy cần bắt đầu ngay từ bây giờ, khi chúng ta còn chưa quá già yếu, khi ai cũng còn đủ sáng suốt cho lựa chọn của mình. Bởi nếu không có sự chuẩn bị từ sớm, thì khi về già, bạn sẽ phải đối mặt với rất nhiều rủi ro về sức khỏe, tài chính, gia đình, cuộc sống sẽ trở nên chênh vênh và nhiều bất chắc. Thưa quý vị, trong phần cuối của video ngày hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện bị cha mẹ bỏ rơi, cô bé 5 tuổi tự mình chăm sóc bà ngoại và bà cố. Mới có 5 tuổi, nhưng cô bé đã phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc cho cả hai người bà và cho bản thân mình. Trong cuộc sống, không thiếu những câu chuyện về những đứa trẻ, dù còn nhỏ nhưng đã sớm phải gánh vác những trọng trách vượt quá khả năng của mình. Do hoàn cảnh gia đình mà những đứa trẻ này phải trưởng thành sớm, phải chăm sóc và phụng dưỡng ông bà, công việc đáng lẽ ra phải do người lớn chịu trách nhiệm. Câu chuyện về cuộc đời của cô bé Anna Wang, 5 tuổi,
sống ở vùng núi xa xôi của thành phố Tuân Nghĩa, Tây Nam, Trung Quốc, sống cùng với bà ngoại ốm yếu và bà cố 92 tuổi khiến ai cũng phải xót xa. Không giống như những đứa trẻ cùng tuổi khác thường đi học hoặc vui chơi, Anna có trách nhiệm chăm sóc hai người bà lớn tuổi của mình. Cô bé là người chăm sóc chính cho bà mình, đó là một vai trò mà cô bé phải đảm nhận do hoàn cảnh gia đình. Khi Anna được 3 tháng tuổi, cha cô bé đi tù, người mẹ sau đó cũng tái hôn. Cô bé không thể theo mẹ được nên được giao cho bà ngoại và bà cố chăm sóc. Dù chỉ mới 5 tuổi nhưng cô bé sớm phải làm công việc nhà và chăm sóc cho hai người bà của mình. Cô bé là người đi kiếm thức ăn, nấu nướng, dọn dẹp, hỗ trợ bà mình trong công việc hàng ngày, bao gồm cả việc giúp họ đi vệ sinh. May mắn thay, một người hàng xóm tốt bụng cho phép cô bé hái rau từ ruộng nhà mình. Cứ như vậy, ba bà cháu sống cưu mang nhau qua ngày. Cả hai người bà đều đã lớn tuổi, khả năng di chuyển hạn chế, phần lớn phải nằm liệt giường. Bà ngoại của cô bé phải vật lộn với căn bệnh viêm khớp mãn tính, chỉ cần cử động một chút đã cảm thấy đau đớn vô cùng. Không còn cách nào khác, cô bé phải sớm học những kỹ năng cần thiết để làm việc nhà. Hằng ngày, cô bé đều tự tay thái và luộc rau, sau đó giúp bà mình ăn. Ngoài ra, cô bé còn quét nhà, đỡ bà đi dạo ngoài trời. Điều đáng chú ý là khi làm những việc này, cô bé không hề phàn nàn, luôn mỉm cười, chỉ mong sao bà của mình được khỏe mạnh. Mặc dù cô bé có vóc dáng nhỏ bé, nhưng có thể nấu ăn cho cả nhà bằng cách đứng trên ghế. Đó không phải là điều dễ dàng đối với một cô bé chỉ mới 5 tuổi. Ở độ tuổi này, trong khi bạn bè còn vui đùa hồn nhiên, cô bé đã sớm quen với việc lo cơm nước cho cả nhà. Dù cô bé đang giúp đỡ bà mình, nhưng điều đó cũng có nghĩa cô bé bỏ lỡ niềm vui mà hầu hết trẻ em ở độ tuổi ấy đáng được hưởng. Thông qua những bức ảnh về cuộc sống thường ngày của ba bà cháu, có thể thấy rằng thực tế quá khó khăn đối với cô bé 5 tuổi này. Cô bé phải chăm sóc hai người bà và không thể đến trường. Vì sớm trưởng thành nên cô bé biết hoàn cảnh của bản thân không giống như những đứa trẻ khác. Đối diện với thực tế như vậy, buộc cô bé phải lớn nhanh, không được vô tư, hồn nhiên như bao đứa trẻ. Cô bé cũng đã bỏ lỡ hết những trải nghiệm thời thơ ấu của mình. Câu chuyện về cô bé Anna khiến người ta quá xót xa thay số phận của một đứa trẻ 5 tuổi. Vì lầm lỡ của cha mẹ, vì hoàn cảnh nghèo khổ của gia đình đã khiến cho một cô bé 5 tuổi sớm phải vất vả như vậy. Nhiều cư dân mạng bày tỏ rằng cuộc sống khổ sở của ba bà cháu sẽ tiếp tục kéo dài cho tới bao giờ. Liệu cô bé ấy có được đi học hay không? Tương lai sẽ như thế nào? Đó vẫn là một dấu chấm hỏi mà mọi người vẫn mong có được câu trả lời sớm nhất.